đến tham dự chương trình trong buổi tối ngày nay, chương trình Tiền Bạc Đi năm 2023 của công ty cổ phần Innotech. Chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu và chào đón sự hiện diện của ban lãnh đạo công ty. Hãy cùng chào đón sự hiện diện của bà Nguyễn Thị Nhàn, tổng giám đốc công ty. Không làm sao